Hôm trước lễ thì mà vợ chồng mình có đi đảo Phú Quý chơi. Mọi người chắc nghe nói đảo Phú Quý nhiều rồi đúng không? Mùa này là cái mùa mà biển rất là êm, nhưng mà cái hôm mình đi thì xui sau đó lại sóng rất là cao. Chắc là người ta bảo là do là bị gió nhiều. Thì mình cũng đã đi Lý Sơn rồi. Mình đi tàu ra Phú Quốc từ cái thời ngày xưa 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 mà lúc đấy phải đi cả 8 tiếng với Phú Quốc chứ không phải như bây giờ. Rồi mình cũng đi tàu du lịch là du thuyền đó, mà du thuyền lớn nhất thế giới đi bên Singapore đến Mã Lai đó thì rất là to, và mình cũng có thấy say sóng nhưng mà ít ít thôi, không có nhiều. Thì mình nghĩ đơn giản, ông xã mình ông mới mới bảo là ông mới đi Côn Đảo nhiều mà, thì ông bảo là phải mua thuốc chống say đi, không thôi sẽ rất mệt. Thì mình mua ông uống nhưng mà mình không thích uống thuốc nên là mình không có uống. Thế xong đó thì khi mà lên tàu là ông buồn ngủ, ông nằm ông ngủ liền. Còn mình tính lên boong mình coi, nhưng mà vừa bước lên chỗ cái bậc thang thôi là bắt đầu tàu vừa đi ra một cái là thấy là sóng nó lên, xong nó nhồi xuống, nó lại sụp xuống một cái là mình thấy không ổn rồi. Được hai lần như vậy là mình bảo thôi phải về về nằm thôi, là bắt đầu trong người thấy mệt. Thì khi mà đi về nằm á thì mình thấy mọi người vẫn còn lục tục bảo là à lên boong để xem cảnh đẹp như thế nào, rồi bảo là thấy cá nó bơi theo mình rất là đẹp, nhưng mà mình không dám mở mắt ra luôn. Thế thì lúc đó bắt đầu là tàu, mình thấy là tàu giống như kiểu đi lên dốc á, xong nó lại sụp xuống bên dưới, nhưng mình bị hẫng xuống, xong rồi là nghiêng sang bên trái, rồi nghiêng sang bên phải, rồi có lúc thì cũng tàu lại nhấc lên xong rồi lại sụp xuống, xong thì đập cái rầm sang bên phải, đập cái rầm sang bên trái. Mình bảo trời ơi sao đi tàu thì mà nó khủng khiếp thế này. Thế là mọi người trên bão là lục tục kéo xuống, ai bắt đầu mệt và bắt đầu mọi người bắt đầu ói đó. Thế là mình nhắm tịt mắt, mình làm đủ cách và mình đếm từ 1 đến 100, mình vẫn cảm thấy nôn nao. Nôn nao đấy thì mình không muốn ói nhưng mà mình cảm thấy rất là khó chịu và người nó cứ sứt mồ hôi ra đó. Ông xã bên cạnh cũng cũng vã hết cả mồ hôi như vậy, mặc dù là ông uống thuốc rồi nha. Thế xong rồi thì mình đổi lại, mình đếm từ 1 đến 10, xong rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, vẫn thấy hơi mệt. Xong rồi lại đổi lại đếm là 1 2 4 5 6 7 8 9 10, xong 1 2 4 5 6 7 8 9 10 thôi, vẫn rất là mệt. Xong rồi mãi sau mở mắt ra tìm cái điện thoại xem sao sắp đến chưa, thì trời ơi đi được mới có 40 phút thôi, mà người ta dự định ra đảo đến 2 tiếng rưỡi. Mình bảo không biết khi nào mới hết được cái quãng thời gian khủng khiếp như thế này. Bắt đầu mình nhớ đến tất cả các bộ phim, bộ nào có những anh nào đẹp trai, nào là hậu duệ mặt trời, hạ cánh nơi anh, cái gì 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 đấy, thì mãi vẫn không cảm thấy ổn được. Thế mình làm đủ cách đó và mình bắt đầu tự nhiên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình thấy nhẹ người hẳn. Thế bắt đầu mình ngủ, mình dần dần mình ngủ dần, ngủ dần được. Thế đến lúc mà tàu đến đến nơi thì mình mở mắt ra và ông xã mình mới bảo ra là nãy giờ là tất cả các anh phục vụ, các bạn phục vụ là đều gọi là sao nhỉ, một tay cầm cái cuộn khăn giấy này, một tay cầm bao xốp và phát cho khắp mọi người, dìu người này dìu người kia. Anh ấy bảo là lúc đấy trên tàu giống như có chiến tranh vậy đó. Thế mà khi đi trên tàu thì có người họ mang chó theo, thì lên trên bờ con chó nó cũng nỉa qua nỉa lại, nó đi buồn cười lắm. Nhưng mà lúc đi về thì trời lại rất là quang đãng và bình yên. Mình cũng căng thẳng lắm, chờ đợi xem có chuyện gì không, thì mọi thứ rất là êm. Cho nên là đó là một cái cách của mình mà mọi người thử xem là lúc đấy có áp dụng có hiệu quả hay không. Nhưng mà nói chung thì nên uống thuốc chống say sóng, và có nhiều loại thuốc lắm. Khi mà mình chia sẻ trên group Facebook của những người mà review đảo Phú Quý thì họ có chỉ là có thể uống một cái thuốc gì, cái thuốc dạng nước gì đó của Hàn Quốc thì cũng tốt hơn, hoặc là có người thì họ kêu là ngậm cái một miếng gừng vô thì cũng đỡ hơn. Còn cái đó là cái cách của mình để mà vượt qua cái chuyện đấy.